Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết Thất hiệp ngũ nghĩa trên kênh Cáo Vàng Media. Trong chuyên mục audio book hôm nay, Cáo Vàng xin được gửi tới các bạn nội dung chương 62 có nhan đề Luận nghĩa xưa, động lòng triệt địa thử. Xem dấu cũ, du thưởng tru long kiều. Chương trình được thực hiện bởi giọng độc trí tuệ nhân tạo AI do công ty cổ phần trái thị vàng sản xuất. Sau đây, mời quý khán thính giả lắng nghe. Tưởng bình đi theo người hầu bàn vào phòng, nghe người hầu bàn hỏi rằng, cá có ngon không? Ngài ăn có vừa miệng không? Hàng chương đáp, ngon lắm, ơn các em ta không quên, chừng bệnh mạnh sẽ hậu tạ. Nói vừa tới tưởng bình bước vào kêu lớn rằng, nhị ca ôi, thấy anh tưởng em đã chết rồi sao? Người hầu bàn thấy tưởng bình vào liền vội vã đi ra, còn tưởng bình đi thẳng tới bên giường hàng chương, quỳ xuống đất. Hàng chương thấy vậy quay mặt ngó vào vách. Tưởng Bình khóc rằng, nhị ca ôi, anh giận em sao? Thế nào anh cũng nghe em một đôi lời dầu em có chết cũng đành. Ban đầu ngủ để ý tài không kể phép vua luật nước, làm cho đại ca buồn bã tự vẫn, nếu không có em thời còn gì. Chuyện đó nhị ca nào có rõ. Còn như em lập kế cho đại ca và nhị ca phân cách nhau đây là cố ý muốn thu phục ngũ đệ, đến như việc đoạt thuốc thời em cũng vì muốn lập công, để gỡ tội cho Ngọc Đường. Anh ơi, nếu các anh em không hết lòng, bao tướng gia không nhân đức thời ngủ để phải thế nào, nhị ca có biết không? Đây chúng ta cả thảy là năm anh em hiện bốn người một đoàn hội họp, một bạn bơ vơ, khiến đêm khóc ngày than, thế mà nhị ca nào có thấu. Nhị ca ơi, lúc em đi đây, giả dạng nhà sư, tự nguyện rằng nếu tìm được nhị ca thời trở lại đoàn viên, bằng chẳng được quyết vào chùa tu trì, bỏ kiếp xuân xanh cho rảnh nói rồi khóc nỉ non như trẻ mất sữa vừa khóc vừa nhìn lên mặt hàng chương thấy hàng chương lấy khăn dụi mắt biết là lời mình có thể làm động lòng bèn tiếp thêm rằng đến nay trời cũng chiều người cho em được gặp anh ở đây nếu anh giận em quên tình minh thệ há chẳng phải đem mồ hôi máu mắt của em và các bầu bạn chôn lấp đi sao dị ca ôi lòng anh nở nào đành như vậy thôi này dị ca đã thấy mặt em rồi dị ca giận em vậy em cũng thỏa lòng rồi đây em sẽ tìm nơi vắng vẻ khóc cho cạn nước mắt rồi tự vẫn cho xong nói tới đó trong cổ nghẹn ngào thốt chẳng ra lời nữa hàng chương nghe mấy lời cầm lòng không đậu liền quay mặt ra hỏi rằng lòng của em anh đã rõ rồi nhưng anh hỏi em vậy lúc em đoạt thuốc sao lại lấy tới hai viên làm cho anh gặp lúc hiểm nguy thiếu chút nữa bỏ mạng có phải em làm như vậy là quấy lắm hay không tưởng bình đáp nhị ca ôi nếu vì sự đó mà anh giận em thời tội nghiệp cho em lắm, vải chăng cái túi của anh đựng thuốc ấy nó được bao lớn, không lấy ra làm sao đút thư vào được, hay là không lấy làm sao cho anh ghi được mà biết có thư. Lại em đâu có biết bói mà đoán trước được ngày nay anh gặp việc hiểm nguy, nếu em biết thời em chừa lại một viên, có đâu đến nỗi ngày nay anh giận dỗi. Hàng chương nghe nói cả cười ngồi dậy kéo tay tưởng bình, mà đỡ đứng lên hỏi rằng, đại ca, tam đệ đều mạnh giỏi chứ tưởng bình đáp đều vô sự đáp lại rồi ngồi lại cạnh giường hàng chương liền đem việc đánh nhau với hoa xuân bị quan ám khí thuật lại tưởng bình cũng đem việc tại thiết lĩnh quan nghe hồ hòa thuật chuyện như thế nào cứu long đào đâm chết ngô đạo thành đánh hoa xuân bị thương thế nào đều thuật lại hàng chương mừng rỡ nói tuy hoa xuân chưa chết song bị một vết đó cũng đủ hết hồn rồi và cũng trả được cái thù quan ám khí đường lúc hai người nói chuyện bỗng thấy ở ngoài đi vào một người tới trước mặt hàng chương quỳ mọp xuống tưởng bình vội vàng đỡ dậy nói với hàng chương rằng thưa nhị ca người này là lông đào đây hàng chương đáp tôi có nghe lâu rồi xin thứ lỗi cho tôi vì tôi không đáp lễ được lông đào nói tôi ngày nay gặp được nhị viên ngoại thật là may mắn muôn vàng ước nguyện cho nhị viên ngoại mau mau lành bệnh giúp cho tôi được trả thù anh ơn ấy sánh tay trời đất nói tới đó khóc như mưa sối Tưởng Bình nói, Long Huynh chớ ngại, chờ nhị ca tôi mạnh, sẽ hiệp lực trừ khử hoa sung, chúng tôi nguyện chẳng để tên giặc ấy sống được. Long Đào cảm tạ lắm, Tưởng Bình liền ở lại quán sang sóc cho Hàng Chương, lại có lông Đào phục dịch, nên được chu toàn không mấy ngày, mà vết thương của Hàng Chương lành lại, tinh thần tráng kiện như cũ. Một hôm ba người đường ngồi ăn cơm, thấy dạ tinh tử phùng thất chạy tới tráng đẫm mồ hôi, tin cho hay rằng Hoa Hồ Điệp mới bị quan huyện xuống lệnh tìm bắt gác lắm, nên đã trốn qua tính dương, vào ở trong đặng gia bao. Lòng đào nói, đã như vậy thời chúng ta phải tới tính dương rồi sẽ nghỉ mưu kế. Nói đoạn dậy phùng thất ra mắt hai anh em hàng chương rồi cùng nhau ngồi lại ăn uống. Tưởng Bình nói, Hoa Xuân là đứa tội ác đầy rẫy không còn dung được. Theo ý chúng ta phải qua tính dương bắt nó một là để trừ họa về sau, hai là trả thù dùm cho Long Huynh. Bà là nhị ca về phủ khai phong cũng được vẽ vang, ý nhị ca tính lẽ nào? Hàng chương gật đầu. Tưởng Bình nói tiếp, vậy thời nhị ca và tôi cứ để lốt quan võ và thầy chùa như vậy mà đi. Long Đào nói, tôi với Phùng thất thời giả buôn bán dạo, tới đó đợi lúc hữu sự sẽ ra tay. Lại còn một việc là tôi có hẹn với Âu Dương Gia và Đinh Đại Gia, nếu nay đi lên tính dương thời phải sai Phùng thất qua thôn Mạc Hoa cho hay trước, kẻo mất công người tới táo quân từ vùng thất Vân lời hẹn sẽ gặp tại miếu hà thần bên mé tây cầu trung long long đào lại nói với anh em hàng chương rằng vùng thất đi đây lâu mất mấy ngày sáng này tôi lại phải đi trước qua tính dương vậy xin hai ngày yên nghỉ ít ngày rồi sẽ qua miếu hà thần cùng nhau hội nghị suy tính xong xuôi dạ tinh tủ ra đi nhằm thôn mạc hoa rời gót đây lại nói qua bác hiệp âu dương xuân cùng đinh triệu lan về thôn mạc hoa chơi bời mấy bữa tâm đầu ý hợp vui vẻ vô hạn nhưng nhắc tới việc hoa xuân ba người tính phải qua táo quân từ bèn vào xin phép lão mẫu đình mẫu có lòng ngại nhưng không lẽ thoái từ vì có bác hiệp ở đó nên lập ra một chiếc dạy nhà bếp lo sắm tiệc rượu tiến hành Bác hiệp và hai anh em họ đinh mừng lắm xếp đặt hành lý xong xuôi tới đầu canh ba đã dùng cơm rồi chợt thấy con hầu chạy tới cho hay rằng thái thái mới nói trong mình khó ở nên bây giờ đã ngủ rồi anh em họ đinh nghe nói lật đật đi vào trong, thấy đinh mẫu nằm dây mặt vào trong bèn hỏi, chẳng hay thân mẫu thấy trong mình thế nào. Đinh mẫu làm thinh, dây lâu mới nói, ta không có sao, bay có việc thời cứ đi lo đi. Hai anh em thấy vậy không dám đi, ở hầu tới canh tư, đinh mẫu yên giấc mới rõ rén bước ra. Tới nhà khách vẫn thấy bác hiệp còn thức. Bác Hiệp nghe tin Đinh Mẫu khó ở thời không dám ngủ, chờ anh em họ Đinh ra bèn hỏi thăm. Triệu Lan đáp, Gia mẫu tuổi cao nên hay đau ốm như vậy Phiền lòng Âu Huynh Bác Hiệp nói Chúng ta là bạn tri kỷ Mẹ dị vị như mẹ tôi À mà này bác khó ở Chúng ta bất tất tới táo quân từ làm gì Nói rồi cùng yên ngủ Sáng ngày anh em họ Đinh vừa vào hầu mẹ trở ra tới nhà khách Thời trang Đinh vào bẩm có phùng thất tới Phùng thất vào ra mắt ba người Thuộc việc bắt hoa sung từ đầu đến cuối Và đem lời long đào nói lại luôn Bác Hiệp hỏi Phùng Thất, chừng nào mi trở về bên ấy? Phùng Thất đáp, tôi phải về lập tức đặng dò xét tin tức của Hoa Xuân. Đinh Đại Gia liền thưởng Phùng Thất hai lượng bạc, rồi nói với Bác Hiệp rằng, cứ như lời Phùng Thất chúng ta phải hội tại miếu Hà Thần mới được. Bác Hiệp đáp, phải, nhưng mà bác hiện đương bệnh, nhị vị đi sao cho tiện. Tốt hơn là để một mình tôi đi, qua đó hợp sức với hàng gia, tưởng gia và long đào giúp sức, chắc trừ nổi hoa sung chẳng sai anh em họ đinh nhân thấy mẹ đâu nên chẳng dám bỏ đi liền gật đầu nhận theo lời bác hiệp vùng thất tự tạ về trước còn bác hiệp ngày sau anh em họ đinh đặt tiệc tiễn hành rồi trân trọng mà chia tay nhau bây giờ chỉ nói riêng về bác hiệp lúc từ giả anh em họ đinh ra khỏi thôn mạc hoa cứ theo đường cái đi riết tới địa giới tính dương